Chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình làm video cập nhật giá mít ngày 24 tháng 2 năm 2020. Buổi sáng mình có up cái video cập nhật giá lúc 7 giờ. Lúc 7 giờ sáng thì giá mua tại vườn là mít loại 1 là 31.000. Nhưng mà hiện tại bây giờ là 10 giờ trưa. 10 giờ ngày 24 tháng 2 năm 2020. Thì giá mít nó sốt đột ngột mọi người ơi. Hiện tại thì mình đang cắt ở cái vườn ở chợ Gã Năm, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thì giá mình mua tại vườn là mít loại 1 là 39.000 lấy 9 kg. Mít loại 2 là 33.000 lấy 7 kg và mít loại 3 là 28.000. Và mít loại 3 là 28.000 và lấy 5 kg. 5 kg trở lên mọi người. Đặc biệt là hôm nay có mít bi nữa. Đối với cái vườn này không có mít bi, không có mít loại 4, nhưng mà mình cũng báo giá mít loại 4 cho mọi người tham khảo luôn. Mít loại 4 bữa nay là 18.000. Mít loại 4 thì gồm những mít là dưới 5 kg. Đó, những cái mít nào dưới 5 kg thì nhận mít bi, có nhiều chỗ gọi là mít bi, nhiều chỗ gọi là loại 4, thì nó là 18.000. Đó, còn hàng chợ thì 11.000. Hàng chợ thì gồm những cái mít chín hoặc là mấy trái bị úng thối, mít thoát rồi đó, mít sâu rồi đó, là hàng chợ thì mua tại vườn là 11.000. Đây các bạn không bạn xem vườn mít này thì mình mua ở chợ Ngã Năm. Có nhiều bạn nói, nhiều người, cô chú anh chị, các bạn thắc mắc hỏi sao mà giá mình mua cao quá. Nói thiệt mọi người, giá là không có cao, nhưng mà do giá thị trường ở Cai Lậy thì nó nhích hơn mấy cái tỉnh khác thôi. Đây mọi người thấy là mình đang cắt trực tiếp tại vườn để mình quay cho mọi người coi. Đây mình cắt tại vườn là có chủ vườn rồi luôn. Giá là mình cập nhật tại vườn, không có phải là nói xạo hay là nói giá tầm bậy để mọi người hoang mang. Có nhiều bạn lên hỏi, ủa sao giá mà cao quá, có thiệt hay không. Đây là vườn ở chợ Ngã Năm, khu vực Cai Lậy, mọi người có thể tham khảo ha. Mít ảnh làm toàn mít nhất không à. Nói chung là mít cuối vụ rồi mà được dày thì thôi quá trời rồi. Thấy không, mọi người thấy không? Mít của vụ mà tới nào tới nấy hết hồn. Rồi mình xin kết thúc video tại đây ha. Mình phụ anh chủ vườn chuyển lên. Rồi, chào mọi người, hẹn gặp lại. Anh chủ vườn, cười cái anh chủ vườn. Rồi chào mọi người.